Hello, Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay mình đi shopping ở thành phố Roseville, một tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Hôm nay mình đi nhưng mà gặp trời mưa quý vị ơi. Mình đi tiệm Macy nha quý vị. Macy. Macy, quý vị thấy Macy không? Đó. Macy ở thành phố Roseville. Ở dưới chỗ Mall Northtown ở dưới thành phố Plain đó thì nó không có mây xịn vậy. Nên mình phải chạy lên đây. Mây xịn. Mây xịn có Michael Kors nè quý vị. Explore. When it's time to go, call me, okay? And I'll come back. Okay. Đó, Michael Kors đó. Annie Glenn. Đây là DKNY. Quần này nhìn đẹp không quý vị? Vải mát lắm. Giá nhiêu này? Giá là 69 đồng 50 sen. Hôm nay có 25% off. Từ hồi bị Covid-19 tới giờ, hôm nay mình mới đi shopping nha quý vị. Ở nhà riết khờ luôn. Ở bên đây mình đi vòng vòng. Tại vì mình xài hết cái kem chống nắng rồi. Nên là bữa nay đi mua kem chống nắng tiện quay phim cho quý vị coi luôn. Trong đây là phòng thử nè quý vị, phòng thử đồ đó. Cỡ lớn cỡ nhỏ gì cũng có, ăn thua là mình có tiền mua hay không. Quần áo ở đây bao la cho người mập người ốm đều có hết. Ở bên đây là hàng của BCBG nè quý vị. Đầm áo vest tùm lum hết, muốn cái nào vô lựa. Đó, hiệu BCBG. BCBG Massa Ria.
20% off. Này cũng vậy, 50% off. Đầm dài. Đầm dài. Đầm dài, đầm ngắn gì cũng có. Đây đầm ngắn. Đầm ngắn quý vị. À, nhìn sexy không? Hãy coi giá nhiêu đây. Giá là giá gốc là 268 đồng. Là không có sale gì hết. Cái chỗ này là không có sale, hàng mới ra. 268 đồng một cái áo đầm. Mình thì đeo khẩu trang rồi quý vị, còn có một số người thì cũng đeo, một số người thì không có đeo, coi như là không có mắc phụ. À, quý vị thấy cái đầm này đẹp không? Đó. Nói chung là người ta cũng đứng xa xa ra, nhưng mà thôi mình đeo khẩu trang cho chắc ăn. Đầm này đẹp không? Muôn màu muôn vẻ. Đây là chỗ bán hiệu con ngựa lâu rồi. Mấy này là của Tommy. New Fighter. Mấy cái áo mỏng mỏng vậy nè quý vị, để nhiều khi mình mặc đầm hay mình mặc áo sắc nách hay gì đó thì mình mặc cái này vô cho nó không có lạnh tay, với cho nó lịch sự. Đầm ngắn, đầm dài gì cũng có hết. Cái đầm này size 8, made in Việt Nam nè quý vị. Made in Việt Nam. Giá là 59 đồng 99 đô la một cái. Cỡ lớn cỡ nhỏ. Đầm dài, đầm ngắn gì cũng có, mỏng dày cũng có. À, đầm này đẹp không? Đó. Chị em phụ nữ nào thon thả vô đây quẹo lựa. Kiểu này nữa là quý vị, kiểu này là của Calvin Klein, CK, gọi tắt là CK. Kiểu này mấy kiểu này mình khoái mà nó chưa có on sale nên mình chưa có mua. Đây này, này. Đẹp chưa? Mát mẻ, thoải mái, bông đồ cũng đẹp, không có sexy lắm. Okay.
quá đẹp luôn, dài. Mình thích mấy cái đầm này lắm, nó không có sexy, vừa kín đáo, vừa thoải mái, vừa mát, mùa hè mặc mát lắm.